Rồi, chuyến xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì tiếp theo hôm nay em lại lên sóng một con quay ZX nhé. Con này thì ZX tầm đời 2.5 anh em nhé. 2.5 ha, con này thì biển 5 số đem ha. 24 triệu 500. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết tổng thể con này. Thì anh em chị em mình mà có nhu cầu về quay ZX á, thì có thể tham khảo lấy con này nhé. Em sẽ đi chi tiết cho mọi người coi. Đấy, máy móc êm ái nhẹ nhàng, 24.500. Thì anh em tham khảo thử, nếu mà thật sẽ ok được thì liên hệ đến Hoàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Bên em thì có trả góp và ship xe. Đi chi tiết nha, anh chị em mình coi xe rồi đánh giá giúp em nha. Tình trạng áo rồi tình trạng máy móc anh chị em tham khảo thử ha. Rồi có gì nếu mà cảm thấy ok được thì anh chị em mình liên hệ đến cửa hàng giúp em. Bên em trả góp chiếc xe đầy đủ hết. Đây cuộc của nó này, heo dầu nha, xe ốc tán đĩa oxy anh em ha, điền thì điền oxy. Đấy, nói chung là cái dàn chân này em nhìn thấy là giống có dặm rồi anh em ơi. Dàn chân này là gì? Có dặm lại rồi, rút nhẹ lại rồi. Dè bựng được còn đẹp thôi. Dè dàn áo rồi còn đẹp thôi. Dàn áo này nhìn cũng được anh em. Chung là máy cũng êm anh em ạ, máy cũng êm nhá, máy cũng êm. Thì anh em coi chi tiết, coi từng trạng chất xe rồi tham khảo thử nha. Bô bọng này, bô thì bô NF oxy, nhưng mà bô này giống như kiểu hàn lại đó anh em á, nó giống như kiểu là bị sao đấy. Thì thấy đây có cái sơn mờ mờ đây này, thì cái giống như kiểu là bô này là có tỉa lại ha, có tỉa lại rồi à, nhưng mà nó ra vẫn đanh lắm anh em nha, vẫn rất là đanh. Nhưng mà có gì thì em báo lên để anh em tham khảo nha, anh em coi xe. Đấy, còn đây là dàn chân sau. Cái phuộc này thì lai cái phuộc rồi anh em ạ, xe này thì lai cái phuộc luôn rồi. Phuộc này thì em không biết kêu phuộc gì luôn, nhưng mà lai cái phuộc rồi nha. Còn đây dàn chân, dàn ốc, tán, căm, điền. Anh em đi xem xe đánh giá từng chi tiết nha. Với cái tầm giá là 24.500 thì cảm thấy ok được không? Nếu mà được thì anh em gọi nha. Đây còn đây là áo phía đằng sau này, áo có chày nha, áo có chày nhẹ chỗ này. Nói chung là nó có chảy ha, áo có chảy, tem có chảy chứ, tem có chảy, chảy nhẹ. Anh em xem đánh giá nha. Rồi đây là cặp te đây, cặp te thì vẫn còn nguyên anh em ạ, cũng không dặm không xi gì đâu. Dàn căm, anh em coi chất dàn căm thì nó đều, nó ngả đều thôi, căm này căm cũ thì nó ngả đều thôi, điền oxy nhé, điền oxy, nó ngả đều với nhau thôi. Anh em xem rồi đánh giá nha, tình trạng chi tiết để bên phía sau. Honda
sang tên được, rút gốc được anh em ạ. Sang tên rút gốc được. Con này thì thực chất là nó cũng không đẹp lắm đâu anh em. Con này anh em biết rồi, cái giá 24.500 thì nó cũng không đẹp lắm. Nồi này, lốc này thì cũng có bánh nhẹ rồi anh em. Nhìn tình trạng này là có bánh nhẹ rồi đấy. Để anh em coi chi tiết thôi. Có bánh nhẹ máy này. Quay chi tiết cho anh em coi cùng máy nha. Ốc tán này, để anh em coi đánh giá xe giúp em ha. 24.500 anh em ha, 24.500. Quay kỹ luôn, quay kỹ là anh em nhìn được hết à. Quay kỹ là em nhìn, em quay kỹ cái là anh em nhìn được hết à. Chân dành áo thì nói chung là cũng được anh em ha, nhìn chân dành áo cũng được. Con này thì nó cũng không phải là con đẹp xuất sắc, con này không phải là con đẹp xuất sắc anh em ạ. Con này là thường thôi, tầm trung, bởi vậy nó mới có giá là 24.500. Thế còn nếu như con xe đẹp, thực sự đẹp, xuất sắc thì nó sẽ giá nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Còn con này thì nó bình thường anh em ạ. Anh em nhé, cái chi tiết này cũng sơn dập rồi anh em, nhìn chi tiết này là giống sơn dập lại hết, bóng nắp, tình trạng xe nó vậy nha anh em, tình trạng xe nó vậy. Êm anh em ạ, máy thì nó còn rất là êm, nghe cái dàn là hơi nổ máy thì còn rất là êm nhé. Thấy anh em nào kết thì alo thôi, anh em nào kết thì alo thôi. Con này thì ổ khóa trước khóa sau là thay hết rồi nha anh em. Đó, thay cái khóa mà chống bẻ chống vã nè anh em. Đây còn đây là sườn phía trong này. Sườn phía trong nhé. Sườn phía ở trong đấy, bên xăng cũng được anh em, nắp bình xăng thì hơi xấu, bên xăng cũng được nhưng nắp bình xăng thì hơi xấu. Để anh em xem đánh giá nha, 24.500 còn bớt nhẹ cho anh em. Đấy thì anh em kết thì alo thôi, anh em kết thì alo thôi. Còn hiện trạng xe là như vậy nha anh em, có giảm nhẹ, có chút nhẹ xíu đấy, nói chung là nó cũng không có đều, không có đẹp lắm, vượt được thôi. Đây là giá nó mềm. Còn những con này á, mà xe mà chất xe đẹp từ trong ra ngoài từ trước ra sau á, thì nó phải gần 30 triệu, còn như con tầm như này thì có 20 mấy triệu thôi. Đấy, thì anh em xem xe là anh em đánh giá ha, cái giá xe thì nó phụ thuộc vào chất xe đấy, thì anh em tham khảo. Còn vậy anh em có gì liên hệ giùm em 0983533445 làm việc trực tiếp đến cửa hàng.